cây viết phải chi tiết xong rồi tác nghiệp. Mày phải biết người đâu xiết kim vào xác thịt. Tụi tao sống để tâm huyết nên phải ác liệt. We are ta thủ tiết, tụi tao viết lên một trang khác. Cầm cây viết phải chi tiết xong rồi tác nghiệp. Mày phải biết người đâu xiết kim vào xác thịt. Tụi tao sống để tâm huyết nên phải ác liệt. We are ta thủ tiết, tụi tao viết lên một trang khác. Bên cạnh liên bang, tụi tao cứ bước hiên ngang. Người khôn luôn biến cái tàu thành bạn để tạo danh tiếng thiên sang. Xâm khắc trên da, kỷ niệm này khắc tim gan. 10 năm đã trải đu sự cơ hàng, bây giờ là lúc vinh quang. Anh ta thu, vẫn là dòng về trải điều trong cuộc sống. Muốn chiến thắng con quỷ bên trong phải dặn lòng không được nóng. Để thành công, đã bao lần chứ phải vượt dông vượt sống. Tình bị ngược định kiến xã hội, ta hỏi mày dám cực không. Đổ mà cười lấy, máy đi vài đường nét. Cái thả hồn heo từng lên mực lan đi để cho mày thấy. Khoái không cần phải ấy, nấy khi mày nhìn thấy. Gái nghệ thuật xăm mình phong độ đen cao nhìn vào là cháy. Công việc như tìm ánh sáng như màn đêm. Đam mê đời lớn có tự như trời. Tụi tao hợp tác như đàn chim. Từng đồng cam cộng khổ gọi nhau huynh đệ hoàng kim. Cùng chung chí hướng coi như một nhà cùng kiếm ra nhiều vàng thêm. Cầm cây viết phải chi tiết xong rồi trách nghiệp. Mày phải biết nơi đâu xiết kim vào xác thịt. Tụi tao sống đầy tâm huyết nên phải ác liệt. We are ta thủ tiết, tụi tao viết lên một trang khác. Cầm cây viết phải chi tiết xong rồi trách nghiệp. Mày phải biết nơi đâu xiết kim vào xác thịt. Tụi tao sống đầy tâm huyết nên phải ác liệt. Nghệ thuật phủ kính ở trên làn da. Thắp nén nhang dựng lên kính tổ. Còn mong anh em ăn nên làm ra. Hình xăm nó dính cả đời. Bẻ vời lên bao lời ca. Khác trên mình phải câu trả lời. Cái lẽ trời trong cuộc đời ta. Và tao sống những gì tao thích. Suvi Dynamite à. Hình xăm này tao fit. Mực tao mít xong rồi tao chết nè. Vital hình tình lít. Làm cú hit cộng đồng. Oh shit nè. 0106 2014 sao đau cho ta tụi kít nè. Tụi tao qua bao nhiêu biến cố. Đem ta tu nước nhà vương tập thế giới Việt Nam in show. Cầm máy như cầm bảo kiếm. Những đường nét để sắc như dao. Từng bị nói giấc mơ hão huyền. Sao vợ tụi mày lại muốn như tao. Why hả? Underground đi lên hạng sang. Những tiền bối we are the champ. Hay đợi tao chấp cả lũ 12 anh em tao chung một gang. Nhiều lần từng bị mày thị. Ai cũng nói tụi này thiệt vậy. Rồi tất cả những sự cố gắng hình ảnh tụi tao lại trở thành fan. Phải chi tiết